Chào Kem, Kem làm đề này nhé. Câu 1 này, tập xác định. Tập xác định thì 2 cộng 1 phải dương đúng không? X cộng 1 lớn 0 thì x sẽ lớn hơn trừ 1 phần 2. Đó là D. Câu 2. Khẳng định nào sai? À đúng này. A mũ m trên n bằng căn bậc n của A mũ m. Đây là đúng, đúng không? À, đúng. B. B sai. Đây là A này. Lại căn bậc m A mũ n này. Đó, đây sai. Chuyển câu 3. Biết chiều cao đáy là đường tròn. Bây giờ tìm bán kính đường tròn đáy nhé. H là trung điểm này. Đó, BH bằng HC. AG bằng 2GH. AH thì bằng A căn 3 trên 2 này. AG bằng 2 phần 3 nhân với cả AH thì 2 phần 3 thì bằng A phần căn 3. Đây sẽ bằng R. Thế thì V sẽ bằng khối trụ thì là chiều cao là 2a này. 2a nhân với cả pi pi r bình. À, diện tích đáy là pi r bình. A bình trên 3. Hai pi a lập. Đáp án A. Chuyển câu 4. Chiều cao bằng 4, bán kính đáy bằng 3. Suy ra đường sinh, được chưa? Đấy, các em có đường sinh. Đường sinh L sẽ bằng 5 này. À, diện tích toàn phần sẽ bằng S xung quanh cộng S đáy. Xung quanh là PRL. Là 15 pi này. Cộng với diện tích đáy. Đấy là pi r bình. Pi r bình thì bán kính bằng 3 thì là 9 pi, được chưa? Đó, sẽ được 24 pi. Thế thì A. Chuyển câu 5. Bán kính bằng A. Chu vi thiết diện. À, thiết diện nó là hình chữ nhật, được chưa? À, hình chữ nhật. Đó, cạnh cạnh hình chữ nhật sẽ bằng 2A. Chu vi thế thì nửa nửa chu vi
bằng 5a thì sẽ bằng 2a cộng cộng h, thì suy ra h sẽ bằng 3a. Thì v chiều cao là 3a này. Đó. Diện tích đường tròn đáy là pi a bình, đúng không? Pi a bình. Thế là có 3 pi a lập. 3 pi a lập là b. Trên câu 6. Và lim. Lim x tiến đến dư vô cùng. Đây là x tiến đến dư vô cùng nhé. Đây là x tiến đến âm vô cùng. Đây, đây là hai tiệm cận, được chưa? Hai tiệm cận. Đấy, hai tiệm cận. Y bằng cộng trừ 1. Khẳng định nào đúng? Thì đáp án A. Hai tiếp cận ngang. Chuyển. Bằng biến thiên y cực đại. Đây câu 7 đây. Tính đạo hàm y phẩy thì đạo hàm x bình trừ sin x thì sẽ được là 2x trừ cos x nhân với cả 2 mũ x bình trừ sin x cộng 2 và nhân với cả len 2, được chưa? Đây là a mũ u, được chưa nhỉ? A mũ u, u phẩy nhân a mũ u nhân len a. Đây đáp án b, 2x trừ cos x. Chuyển câu 8. Tìm cực đại và cực tiểu thì y cực đại thì bằng 3, y cực tiểu thì bằng 0, đúng không? Thì đáp án A. Câu 9 này. Fx bằng 2. Thế thì đường thẳng y bằng 2. Dạ, yeah, đường thẳng y bằng 2. Đây, 2. 1, 3, đây, 2 đây. Đó. Đó, y bằng 2. Đó, cắt đồ thị. Fx 3 lần. Đó, nên nó sẽ có 3 nghiệm. Em chọn đáp án B. Câu 10. Fx có đồ thị như hình vẽ M lớn
M lớn bằng dương 3 đây đúng không? Đấy, M lớn này. M lớn bằng 3. M nhỏ thì đây, M nhỏ âm 2 đúng không? Đó, trừ 2. Thế thì M lớn trừ M nhỏ thì sẽ bằng 5. Thì đáp án B. 10B. Chuyển 11. Cực tiểu. Thì các em đạo hàm nha. Đạo hàm. Ba x bình trừ 3 bằng 0 tương đương với x bằng cộng trừ 1. Thế thì sẽ có trừ 1, 1 đây. Trong khoảng hai nghiệm nó sẽ âm đúng không? Điểm cực tiểu. Điểm cực tiểu phải hoành độ bằng 1 đây, được chưa nhỉ? Đấy, đây cực tiểu. Có mỗi D là 1, 3. Em chọn D. Chuyển 12. Năng trụ diện tích đáy bằng 5, cao bằng 6. Thế thì lấy 6 x 5 luôn đúng không? Các em có luôn 6 5 30 luôn. Chuyển 13. Đó, diện tích bằng 4 pi mặt cầu, thế mà S S cầu thì là 4 pi R bình. Lại bằng 4 pi. Suy R bằng 1. Thế thì suy ra V sẽ bằng 4 phần 3 pi R lập. Đúng không? Thì cũng chỉ bằng 4 phần 3 pi thôi. Đó, 4 pi phần 3. Mẫu số 3 hơi bị thiếu nhỉ? Kem chuyển. Hàm nào nghịch biến thì AB loại rồi đúng không? Đấy, kiểm tra C nhé. À, 14. À, y phẩy thì trừ 3 x bình cộng 6 x trừ 9. Cho nó vào hàng đẳng thức đi. Trừ 3 thì đây sẽ là x trừ 1. Đấy, trừ 3 rồi còn trừ 6. Cái này bén không mọi x đúng không? Đấy, mọi x thuộc R. Đấy, suy ra nó nghịch biến trên R đây. Đó, C. Chuyển 15. À, mệnh đề nào đúng? Lại đạo hàm nhé. À, sẽ được 3x bình trừ 6x sẽ là 3x nhân x trừ 2. Thì nó sẽ có hai nghiệm 0, 2 đúng không? Trong khoảng hai nghiệm trái dấu. Đấy, nghịch biến trên khoảng 0,2. Đấy, đáp án B. Chuyển 16. Đây là trừ 7 này. Trừ 7 thì suy ra ngoặc tròn này phải khác không, được chưa? Đó, khác không. 2x bình trừ 5x cộng 2 x bằng 2 8, 10
x trừ 2, 2x phải trừ 1, này khác 0, khác 0 thì khác 2 và khác 1 phần 2, thế thì đây, 1 phần 2, 2 đây đúng không? C, chuyển. Đấy, cho tam giác, đôi một vuông góc, thì thể tích đã phải chia 3 rồi. Diện tích tam giác vuông thì cũng nhân hai cạnh góc vuông chia 2 nữa, thành chia 6, được chưa? Chia 6, các em có chia 6. C, chuyển 18, hình lập phương. Đó, các em vẽ hình lập phương. A' B, đây, A' B, AD', đây, AD' thì thay bằng BC' song song này, đây lại tam giác đều này. Để trước hết có tam giác A', BC' đều. Thế thì góc giữa A phẩy B và AD phẩy sẽ bằng góc giữa A phẩy B và thay AD phẩy bằng BC phẩy. Thì bằng góc A phẩy BC phẩy sẽ bằng 60 độ. Tại vì tam giác này đều, được chưa? Đó, đều. 60 các em có A. Chuyển 19. Đúng một tiếp tuyến song song với OX. Thế thì kem đạo hàm này. 4x mũ 3 trừ 4x. Đấy, x bình trừ 1. Thế thì K bằng F, F0 đúng không? F0 thì bằng M trừ 156 phải bằng 0 này. Tương đương M sẽ bằng 156. Đó, K1 bằng F trừ 1. Tiếp tuyến song song cho OX nó chỉ có thể là tại cực trị, được chưa? Ba điểm cực trị 0 cộng trừ 1 này. Đấy, giờ các em tính ba cái hệ số góc tại ba cực trị, ba điểm cực trị. F trừ 1 thì thay vào kia thì sẽ bằng M trừ 157. Bằng 0 thì M sẽ bằng 157. Và cực hệ số góc cuối cùng là tại cực trị 1. 1 thì cũng ở đây thì cũng bằng K1, được chưa? Đấy, bằng K1. Thế thì
M1 đây là bằng M2. Thế thì M1 cộng M2 sẽ bằng 313 đúng không? Đáp án B. À, chú ý là chỉ có tiếp tuyến tại cực trị thì mới có thể song song với trục hoành, được chưa? Chuyển 20. Loga cơ số 45. Loga cơ số 45. Tách 175 ra thành hai mươi lăm nhân bảy, năm bình nhân bảy, đúng rồi, 27 14, tách ra sẽ được hai loga cơ số 45 của năm này, cộng một nghịch đảo luôn nhá, loga cơ số 7 của 45 luôn. 45 thì tách thành 3 bình nhân 5 đi. Thế thì sẽ bằng 2 loga cơ số 5 tách thành 3 bình, được chưa? 3 bình nhân 5 thì sẽ được 2 loga cơ số 5 của 3 cộng 1. Cộng 1. Lô 5 của 5 thì bằng 1. Cộng 1 trên 2 loga cơ số 7 của 3 cộng loga cơ số 7 của 5 bằng 2 trên lô 5 của 3, 2 trên A nhỉ, 2 trên A cộng 1 cộng 1 trên lô 7 của 3 lô 7 của 5 nhân lô 5 của 3 lô 7 của 5 nhân lô 5 của 3. 7 của 5 là 1 trên B. Lô 5 của 3 là 1 trên A. Thế thì 2 trên AB, được chưa? 2 trên AB. Cộng 1 trên B. Bằng 2A trên 2 cộng A này. Cộng AB. AB trên 2 cộng A. Thế thì sẽ bằng A nhân 2 cộng B, được chưa nhỉ? Trên 2 cộng A. Đây, D. Kem chuyển.
Cho hàm bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào đúng? Đây, các em xem các khẳng định. Ở trước hết các em có thế x bằng 0 vào đúng không? 21 y0 bằng d này. Lớn 0. Tiếp đến là y âm vô cùng đúng không? Y âm vô cùng bằng âm vô cùng. Suy ra a lớn hơn 0. À, tiếp đến là có hai cực trị trái dấu đúng không? X cực đại nhân nhân x cực tiểu bé hơn 0. Cực đại nhân x cực tiểu thì bằng c trên a trước đúng không? Y phẩy 3ax bình cộng 2bx cộng c này. Cái 2x này thì sẽ bằng c trên 3a nhỏ hơn 0. Suy ra c nhỏ hơn 0. X cực đại cộng x cực tiểu lớn hơn 0 đúng không? Bằng trừ 2b trên 3a lớn hơn 0. Suy ra trừ 2b lớn hơn 0. Suy ra b nhỏ hơn 0. A dương B âm C âm. A dương B âm chỉ có mỗi hai cái này. Đấy, C âm nữa đây, được chưa? Đó. Đó, đáp án A. Hai mốt A. Chuyển 22. Trừ x lập trừ mấy x bình nghịch biến trên r. Thế thì các em lại đạo hàm nhá. Đạo hàm
Đạo hàm thì trừ 3x bình trừ 2mx cộng 4m cộng 9. Thế thì x bình chỉ cần delta phẩy bé n bằng 0 là ok, được chưa? À. Delta phẩy sẽ bằng m bình cộng 3 nhân 4m cộng 9. M bình cộng 12m cộng 27. M bằng 3 trừ 3 36. M cộng 3, M cộng 9. Này phải bén bằng 0, được chưa? Đấy, kẹp giữa trừ 9, trừ 3. Đấy, trừ 9 đến trừ 1 là có 9 giá trị. Được chưa? Bỏ trừ 1, trừ 2 đi thì còn 7. Được chưa? À, 7. Đáp án C. Chuyển 23. Ngoại tiếp từ diễn đều cạnh A. Thì giả sử tứ diện ABCD, được chưa? ABCD. Thế thì CH bằng HD đi. H là trung điểm. CH bằng HD sẽ có BH, được chưa nhỉ? BH bằng A căn 3 trên 2. BH A căn 3 trên 2. BG bằng 2GH. Suy ra BG bằng 2 phần 3 BH. Hai phần ba bằng A phần căn 3. Thế thì đấy, giả sử tam giác đây A đây, G đây, B đây. Đấy, Y là tâm mặt cầu, được chưa? Thế thì IB phải bằng IA. Này vuông đáy này. Đó.
suy ra AG sẽ vuông với cả đáy BCD. Đó, giả sử IA bằng IB bằng IC bằng ID, được chưa? À, suy dĩ Y nó phải thuộc AG. Đây là R nha. R. AG bình thì sẽ bằng, đây nó là A này. A bình trừ đi A bình trên 3. 2A bình trên 3. Thế lúc này sẽ có AG, được chưa? Có AG. Thế thì R sẽ có AI bình bằng BI bình bằng R bình lại bằng AG trừ R, được chưa? Đó, tất cả bình cộng cộng BG bình. Là đây là IG, được chưa? Thay số vào. AG là bằng căn 2/3 A này trừ R này, tất cả bình này cộng BG bình là A bình trên 3 này. Đó, thế thì cái R bình này triệt tiêu này. Cái R bình này triệt tiêu nhá. Đấy, 2/3 A bình cộng A bình trên 3 này là A bình này. Đấy, A bình sẽ bằng 2 2A căn 2/3 nhân R. Thế thì sẽ rút ra R sẽ bằng 1/2 nhân căn 3/2. Đó, thế là có bán kính R, được chưa?
Thế thì a căn 6 nhé, khử căn ở mẫu đi, đưa về mẫu số 4. Và đáp án D. Chuyển 24. Chóp SABC có đôi một vuông góc SABC bằng 3. Thế thì sẽ tính được ABC sẽ là tam giác đều, được chưa? À. Sẽ có là tam giác ABC sẽ đều. Đều và AB bình thì SA bình cộng SB bình thì sẽ bằng 18. Đấy, 18 thì suy ra AB sẽ bằng 3 căn 2. Đây, biết cạnh của nó này. Khoảng cách từ S thì sẽ xác định tâm của ABC nhé. Lại tương tự bài trước, ví dụ H là trung điểm của BC này. Đấy, H là trung điểm BC, rồi là AG bằng 2GH này. AG bằng 2GH thì sẽ có G là trọng tâm. AH thì sẽ bằng cái này nhân căn 3 trên 2. Cái này mà nhân căn 3 trên 2 thì sẽ được 3 căn 3 trên căn 2. À, căn 3 trên 2 nhân căn 3 chia 2. Đây, AH. AH này và AG bằng 2 phần 3 AH. 2 phần 3 AH thì nhân 2 phần 3 thì sẽ được căn 6, đúng không? Đấy, căn 6. AG căn 6. Đó, SG nó vuông với đáy, được chưa? À, vuông với ABC. SG vuông với ABC. Đấy, nên SG chính là khoảng cách luôn. Sẽ có SG bình sẽ bằng SA bình trừ AG bình.
SA thì bằng 3 rồi. Thì sẽ bằng 9 trừ AG đâu? Chưa tính AG à? À đây, căn 6 trừ 6 bằng 3. À, suy ra SG bằng khoảng cách từ đâu? Từ S đến ABC, được chưa? Đó. Sẽ bằng căn 3. Căn 3. Các em có đáp án C. Chuyển câu 25. Cho hai số dương. Loga A bình của B cộng loga A của B bình bằng 2. Cái này bằng một phần 2 loga A của B. Cộng 2 loga cơ số A của B, đúng không? Bằng 5 phần 2 loga A của B. Thế thì sẽ có loga sẽ bằng 4 phần 5, được chưa? Đó. D. Chuyển 26. A là giao với trục hoành. Thế thì trục hoành là y bằng 0, đúng không? Y bằng 0 bằng x trừ 2 trên 2x trừ 1. Suy ra x bằng 2. Bằng xa. Thế còn là y phẩy. Y phẩy thì sẽ bằng trừ 1 cộng 4 là bằng 3 trên 2 2x trừ 1 bình. Thế thì y phẩy 2 sẽ bằng 1 phần 3. Yeah. Đấy, 3 bình
1 phần 3. Đây là bằng hệ số góc tiếp tuyến tại A. Thế là B 1 phần 3. Chuyển 27. Giá trị nhỏ nhất. Thế thì lại đạo hàm nhé. Hai bảy này, y phẩy bằng 3x bình cộng m bình cộng 1 này, cái này lớn không đúng không? Đúng không? Lớn không mọi x. Thế thì suy ra y min sẽ bằng y không nhỉ. Y không thì bằng m bình trừ 2 bằng 2. Thế thì tương đương với m sẽ bằng cộng trừ 2. Thế thì m bằng 2, đáp án C. Chuyển 28. Song song. Thế thì lại đạo hàm nhá. Các em lại có y phẩy. Y phẩy thì trừ 2 trừ AB. Trên AX trừ 2 bình này. KD sẽ bằng trừ 3, sẽ phải bằng KA. KA thì bằng if bằng y 1.
trừ 2 trừ AB A trừ 2 bình này. Thế thì từ đây sẽ có trừ 3 nhân với cả A bình trừ 4A cộng 4 sẽ bằng trừ 2 trừ AB. Thế và thế tọa độ của A vào kia. Đây là 1 này. Lại có 2 bằng trừ 2 bằng 1 cộng B trên A trừ 2. Đó, suy ra B sẽ bằng trừ 2A cộng 3. Cộng 3. Đó. Thế vào 1 sẽ có trừ 3A bình này. Cộng 12A trừ 12 bằng trừ 2 trừ A nhân với trừ 2A cộng 3. Đó, lúc này sẽ có 5A bình. 5A bình. Đây là trừ 3A trừ 15A. Đấy, trừ 15A cộng 2 cộng 10 bằng 0. Bằng 0. Bằng A bình trừ 3A cộng 2. Có môn nghiệm là 1 này. Môn nghiệm là 2 này. A bằng 1. A bằng 1 thì thế vào đây. B bằng 1. Hoặc là A bằng 2. A bằng 2 thế vào đây. Suy ra B bằng trừ 1. Thế thì AB bằng trừ 2, cái này loại, đúng không? Trường này loại. Đấy, loại. Thế chỉ lấy trường này thôi. Đó, thế thì suy ra A trừ 3B sẽ bằng trừ 2 nhỉ. Đáp án A. Kem chuyển.
chuyển câu 29 này. Cho đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất có tham số tiệm cân ngang y bằng trừ 2. Tiệm cận ngang y bằng -2 -2 bằng m cộng 1. M cộng 1. Thế thì suy ra m bằng -3. Suy ra tiệm cận đứng x bằng m trừ 3 còn trừ 6 nha. Trừ 6 đáp án D. Chuyển 30. Đẩy thang vuông rồi vẽ kem vẽ hình nhé. Vẽ chóp vuông tại A. AB bằng 2A. B đây. CD. Vuông. Vuông. Mặt cầu ngoại tiếp chóp RACD. ACD. Đây nó phải ở đây nha. Đó AT bằng TC này. Suy ra TA bằng
TD bằng TC. SI bằng IC này. Đó, thế này sẽ suy ra IT sẽ song song với SA và sẽ vuông với ACD. Và IS sẽ bằng IA bằng IC. ID. Y sẽ là tâm mặt cầu, được chưa? Hả? SACD, SAB, giao tuyến. DI đến SAB. Đi đến SAB. Bằng DT đến SAB. Bằng 1 phần 2 DC đến SAB. Sẽ bằng A trên 2, được chưa? Bằng khoảng cách từ D nhé, khoảng cách từ C bằng khoảng cách từ D bằng A, cho nên sẽ bằng A trên 2. Cái này là đặt bằng D này. IH vuông với cả SAB tại H này. Thế thì suy ra Y giao với cả SAB. Bằng đường tròn tâm H bán kính R nhỏ. Được chưa? Bán kính R nhỏ. IH bằng A trên 2. Chưa tính nha. R bằng IS CS trên 2 này. A căn 2 ADDC sẽ bằng A căn 3 trên 2. Thế thì R bình sẽ bằng R bình trừ D bình. A bình trên 4 trừ A
bình trên 4 bằng a bình trên 2. Chu vi. Đó, thế thì C bằng 2πr nhỏ, được chưa? 2πr nhỏ. R nhỏ đây. Này là căn 2. A phần căn 2. Thế thì sẽ được căn 2π A, được chưa? Nhân A phần căn 2 thì sẽ được A căn 2, chưa? Đấy, căn 2 pi A. Đó là B. Chuyển 31. ABC cân tại A. Góc 120 độ. ABC. Thì đấy, góc này sẽ 60, được chưa? Đấy, 60 độ. Quay quanh BC thì sẽ được hai hình nón, được chưa? Hai hình nón bán kính đáy AD sẽ có BD bằng DC. BD sẽ bằng tính sin thì nhỉ. Bằng AB bằng A. Sin 60 là căn 3 trên 2. A căn 3 trên 2. Thế còn AD thì cốt, đúng không? Cốt 60 thì bằng 1 phần 2 A trên 2. Tròn xoay. Thế thì V sẽ bằng 2 lần thể tích hình nón này. Đường cao là BD này. Thiếu 1 phần 3 nữa. Rồi thì chia 3. Đường cao nhân với diện tích đáy. Pi AD bình nhưng phải chia 3, được chưa? Đấy. Đây là thể tích một hình nón nhân đôi lên. Nón đường cao BD bán kính đáy AD, được chưa? Pi R bình.
sẽ bằng 2 phần 3 pi này. BD là A căn 3 trên 2 này. AD bình là A bình trên 4 này. Pi căn 3 A lập trên 12. Đó, đáp số đây. Đây, đề. Chuyển câu 32. Thế thì các em thấy là 2HM bằng 3MN. Đó, từ đây nó sẽ tương đương với HM là 2M nhỏ sẽ bằng 3 lần MN. MN là N trừ M. Đó. M bằng XM, N bằng XN. Thế thì cái này sẽ tương đương với 5M. 5M bằng 3N. Sẽ suy ra sẽ có A mũ M bằng A mũ N. Suy ra A mũ 3M bằng A mũ 3N, đúng không? Sẽ bằng B nhé. Đây là B mũ N. Đó. A mũ M bằng B mũ N này. Đây là B mũ 3N. Thì sẽ bằng B mũ 5M.
Được chưa? Đó, lúc này sẽ suy ra A lập bằng B mũ 5. Được chưa? Đó. Đấy, M này chỉ tiêu. A mũ 3 bằng B mũ 5. Đó là đáp án D nhé. À. Cái này là lũy thừa 3 hai vế của cái này sẽ có cái này, được chưa? Mũ 3m sẽ bằng b mũ 3n. Xong lại thay 3n bằng 5m vào. Sau đó hai cái này bỏ m đi, sẽ ra a mũ 3 bằng b mũ 5. Các em chuyển. Thiếu câu 33. Các em chờ thầy. Đó, câu 33. Kèm vẽ hình. Tính xem thể tích. Thể tích đa diện. Khối đa diện.
Eta vuông với đáy. MN trung điểm SBSC. ABCMN. AB bằng A cân tại A. Thế thì có SABC diện tích tam giác đấy 1 phần 2 A bình đúng không? Nhân sin 30. A bình trên 4. Thì sẽ có VSABC sẽ bằng 1 phần 3 nhân với cả 2A nhân với A bình trên 4 này. Bằng A lập trên 6. Cái này bằng V đi. Đấy, V phẩy sẽ bằng V của SAMN. Thì sẽ bằng SN trên SC nhân SM trên SB nhân V đúng không? Này bằng 1 phần 2 được chưa? Đấy, 1 phần 4. Đó, cái này chia 4 sẽ được A lập trên 24. Suy ra thể tích khối đa diện ABCMN bằng V trừ V phẩy. Này nhân 4 lên trừ 1 còn 3. Còn A lập trên 8. Đáp án D nhé. D. Chuyển 34. Mệnh đề nào? Một này. Thế thì A nhỏ hơn 1, được chưa? Sẽ có A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn C. Nhỏ hơn B. Đây. A nhỏ hơn C nhỏ hơn B. Đáp án D. Chuyển.
Các em vẽ hình chóp nhá. Đấy là hình vuông, NA vuông với đáy. M trung điểm SD. AB và CM. AB CM. DAB đến CM. Bằng DAB đến FDC. Bằng DA đến FDC. Đặt cái này bằng D. AT vuông với SD tại T. Suy ra AD vuông với SDC. Quên, đây là AT nhé. AT vuông SDC. Tại vì DC nó vuông với SAT, SAD rồi. Đấy. DC vuông SAD nhé. Thì sẽ có 1 trên AT bình bằng 1 trên SA bình là 3A bình này. Cộng 1 trên A bình 4 trên A bình. Suy ra AT bằng A phần 2 bằng D, chính là khoảng cách từ AB đến CM, được chưa? Đó. Sao lại thế này?
À, đây. Thiếu số 3 ở đây. Được chưa? Đó, thiếu số 3 ở đây. Đó. Đấy, các em chú ý nha, thiếu số 3 là hỏng. Đó, thế thì nó có căn 3 trên tử này, được chưa? Ừ. Đây, đáp án B. À, căn 3 trên 2. Chuyển. Ừ. Chõ y thỏa mãn hệ thức xét thỏa mãn đẳng thức này, xét hệ thức bốn hệ thức. Rồi, khai thác đề bài nhé. Khai thác cái đẳng thức này. Đưa về các tổng hiệu bình phương nhé. Bình phương các tổng và các hiệu. Đó, thì sẽ tách thành 2x trừ y đi. Đó, tất cả bình này. Còn lại là x trừ 1 tất cả bình. Và còn một y bình thì là y trừ 2 tất cả bình. Cái này là 4 cộng 1 là 5. Thế là vừa rồi. Bằng 0. Đó. Thế thì x sẽ bằng 1, y sẽ bằng 2. Kiểm tra hệ thức 1 này. Hệ thức 1 là len của 2 cộng len 3. Cái này bằng len 6. Len 6 bằng len 1. Cũng bằng len 6 đúng không? Đấy, thế thì hệ thức 1 là đúng. Các em kiểm tra tiếp hệ thức 2, 3, 4. Hệ thứ hai này. Len 2. Len 2 cộng len 3 bằng len 6. Len 6 đây là len 5. Len 5 cộng à? Len 2
Thì cái này lại bằng len 10 đúng không? Thì cái này sai nhỉ. Yeah. Cái này sai. Hệ thức 3. Đây là 3. Đây là 6. Len 8. 6. Len 8. Bằng 2 len 3. Thì bằng len 9. Cái này anh sai. Hệ thức 4. Len 3. 3 cộng 6 là 9. À đâu, 3 cộng 4 là 7. 7 cộng 2 là 9, len 9. Len 9 bằng 2 len 3. Thế thì bằng len 9. Hệ thức 4 là đúng. Có bao nhiêu hệ thức đúng? Thế thì có 1 và 4 đúng không? Thế là 2, được chưa? Đó. 2 D 36 D chuyển 37. Ừ. 3 mũi x nhân 6 mũi y. Đưa về 6 và 3 mũ. Hai mũ 15 nhân 6 mũ 40. Dưới này à, tách thành 3. Cái này 6 nhân 2. 3 mũ 100 này. Nhân 6 mũ 25 nhân 2 mũ 25. Thế thì à, 6 mũ 15 đây còn 2 mũ 10 này, 2 mũ 10 nhân 3 mũ 10 là 6 mũ 10 này, 6 mũ 10 nhân 3 3 mũ 90 thì sẽ bằng 3 mũ trừ 90 nhân 6 mũ 5. X bằng trừ 90, y bằng 5. X nhân y. Sẽ bằng trừ 450.
C. Chuyển 38. Y phẩy trên y bình. Thế thì lại đi đạo hàm nhá. Đạo hàm y phẩy này. Trừ u sẽ được trừ 1 cộng 1 trên x trên cộng len x bình. Suy ra trừ y phẩy trên y trên y bình. Thế đi nhân bình phương lên trừ trừ hết. Thì sẽ bằng 1 cộng 1 trên x. Rồi 1 cộng 1 trên x là xong, được chưa? Đó, đáp án A này. Chuyển 39. Người gửi 100 triệu vào ngân hàng. Lãi suất 0,4% một tháng. Không rút tiền. Sau mỗi tháng lãi được nhập vào vốn. Lãi cho tháng tiếp theo 6 tháng lĩnh số tiền gần nhất số tiền nào. Không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Thế thì sẽ nhân với 1,004, được chưa? Đó. Các em sẽ có 100 nhân với cả 1,004 mũ 6 nhá. Xấp xỉ bao nhiêu? Một trăm này nhân 1,004 mũ 6 bằng 102,424. Một linh hai phẩy bốn hai bốn. Đây, chọn D nhá. D. Chuyển 40. Số điểm cực trị. Thế thì chỉ có 2x trừ 1 đây thôi đúng không? X bằng 1 phần 2. Một điểm cực trị. B 41. Ô, hai lần in 40 à? Độ dài nhỏ nhất của đoạn AB. Các em viết phương trình hoành độ giao điểm nhé. Tại vì là tọa độ của A và B nó sẽ là nghiệm của cái phương trình đó, được chưa? Đó. Nên phải viết phương trình đó ra. X trừ 4 trên x cộng 1
bằng m trừ 2x. Suy ra hai x bình trừ hai x bình đi cho dễ, trừ đây là trừ ba x cộng mx 3 trừ mx cộng m cộng 4 bằng 0. Thế thì sẽ có AB bình sẽ bằng x2 trừ x1 tất cả bình cộng y2 trừ y1 tất cả bình. Thì y lại bằng cái này. Thế thì bình phương lên là 4 thì sẽ được là 5x2 trừ x1 tất cả bình cộng x2 tất cả bình thêm cộng 2 thành trừ 4, được chưa? Trừ 4 nhân 5 thành trừ 20. Đó, x1, x2. Đó, 5. Theo VF, x1 cộng x2. Đó, x1 cộng x2 là hoành độ của AB, được chưa? x1, x2 là hoành độ của A và B. Mà nó lại là nghiệm của phương trình này. Cho nên theo VS các em có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Bình phương lên thì nó sẽ bằng 3 trừ M bình phương trên 4. Trừ 20 20 tích là C trên A trừ 20 nhân C trên A thành cộng M cộng 4 phần 2 5/4 này m bình này trừ 6m, đây giải nước đi còn 5, 5 nhân 4 là thành 20, 10, 10 rút 5 ra rồi, 10 rút 5 ra còn 2, 2 nhân 4 là 8. 24 là 8, 8m. 8m trừ 6m cộng 2m. Đúng. 8 nhân 4 32. 32 cộng 9 là thành 41, được chưa? Ba hai cộng chín là 41 cộng 41.
Thế thì sẽ bằng 5 phần 4 nhân với m cộng 1 tất cả bình cộng 40. Cái này luôn lớn hơn hoặc bằng 50. 50. Suy ra AB min sẽ bằng căn 50 bằng 5 căn 2. Đáp án D. Em có AB min sẽ bằng 5 căn 2. Được chưa? À, nhỏ nhất đấy. Đoạn AB là nhỏ nhất. Kem chuyển. Cho hàm số len trừ 6 trên len trừ 2m đồng biến. Đồng biến thì kem cho đạo hàm nó lớn không nhá. Y phẩy. Y phẩy thì sẽ bằng trừ 2m cộng 6. 6 trừ 2m. 6 trừ 2m trên 2m trừ 2m đồng biến. Đồng biến thì phải lớn hơn 0. Suy ra m bé hơn 3. Thế thì sẽ là 1 2 đúng không? Hai giá trị. D chuyển 43.
cái câu 42 các em thấy là len x nhé, len x ấy. Len x nó sẽ lớn hơn 0, bé hơn 1. Cho nên là m bằng 1,2 là thỏa mãn hết nhá, thỏa mãn hết, hàm số luôn xác định nhá. Đây là thỏa mãn, thỏa mãn đó, thỏa mãn điều kiện nhá. Tại vì điều kiện là len x khác 2m. Điều kiện là len len x khác 2m. Thế thì hai cái giá trị này là đều thỏa mãn hết nhá. Lấy hết. Chuyển 43. Cực đại x bằng 3, cực tiểu trừ 2. Tổng tiệm cận ngang. Em thấy là âm 2 và 3 đúng không? Âm 2 và 3 cực đại. Cực đại thế thì đi lên. Thế thì dương đây. Thế thì âm đi xuống này. Thế thì âm vô cùng. Các em thấy là F âm vô cùng bằng dương vô cùng đúng không? Suy ra A nhỏ hơn 0. Đấy, A nhỏ hơn 0. Đó. Đó. Và suy ra F dương vô cùng sẽ lại bằng âm vô cùng. Thế mà điều kiện là x lại phải lớn hơn bằng 0. Tại vì căn x, đi chưa? Đó, điều kiện có căn x này. Cho nên là điều kiện x lớn bằng 0. Thế thì suy ra phải loại hết. Không có. Không có tiệm cận ngang nhá. Không có tiệm cận ngang. Đấy, cái này loại. Đấy. Loại. Đấy, tại vì nó căn fx, được chưa nhỉ? Đấy, căn fx. Đấy, căn fx trừ f1. Trên f. F mà âm vô cùng là loại. Không xét. Đấy. Fx âm vô cùng cũng không xét tại vì là căn x, được chưa? Đó, nên là không có tiệm cận ngang.
Đó, bây giờ kiểm tra tiệm cận đứng này. Có F phẩy sẽ bằng 3AX bình cộng 2BX cộng C. F phẩy lại bằng 3A nhân x trừ 2 nhân x trừ 3 này. Tại vì có hai nghiệm trừ 2 và dương 3 nên các em viết được như thế này, được chưa? Đó. Bây giờ các em sẽ phá ngoặc tròn, sau đó sẽ đồng nhất với F phẩy này. Đây là x bình, đây là trừ x trừ 6. Sẽ đồng nhất hai cái này. Thế thì sẽ suy ra được là 2B bằng trừ 3A. 2B bằng trừ 3A là 1 này. Và C bằng trừ 18A. C bằng trừ 18A. Thế thì sẽ suy ra Fx sẽ bằng 3x mũ 3 này trừ 3a phần 2x bình trừ 18ax cộng d này. F1 thì sẽ bằng đây là trừ 17, trừ 17 nhân 2 là 34 cũng 3 là 37, trừ 37, 37 phần 2A cộng D. Thế thì Fx trừ F1 bằng rút A phần 2 ra, x mũ 3 trừ 3x bình trừ đây là 2x trừ 3x bình trừ 36x trừ 37. Đó. Giải cái này bằng 0. Giải cái này bằng 0. Một à, có một nghiệm bằng 1 này. Đó, A trên 2 x trừ 1 thì
Thì đây là 2x bình này, trừ 2x bình thì đây phải trừ x nữa này, cộng 37 này. Đó. À. Phương trình bậc 2 đi. 3 2 bằng trừ 1 bằng 37 bằng đây lỗi dấu này. À không đúng rồi. Phải cộng. À đâu? Trừ trừ F1 thì phải đây phải thành cộng nhỉ? Yeah. Trừ trừ thành cộng. Ừ. À, đây phải là trừ. Hai nghiệm cái này à, x bằng 1 hợp với x bằng 1 cộng trừ 3 căn 33 phần 4 này. 1 thì loại rồi tại vì tử nó có x, x trừ 1 được chưa? X trừ 1 loại rồi. 1 trừ 3 căn 33 thì âm cũng loại rồi, được chưa? X phải dương. Thế thì chỉ có một tiệm cận. Đấy, chỉ có một tiệm cận đứng. Đấy, có một tiệm cận đứng là 1 cộng 3 3 căn 33 phần 4 nhé. Đó. Phải dương được chưa? Âm là loại tại vì là căn x phải loại x âm. Điều kiện x phải lớn bằng 0. Đó. X bằng 1 cũng loại tại vì tử nó có x trừ 1 nó sẽ triệt tiêu, được chưa? Đó. Nó chỉ còn một tiệm cận đứng này thôi. D. Chuyển 44. X mũ 3. 3 điểm cực trị. À, kem đạo hàm đấy nhé. À, đạo hàm. F phẩy sẽ được 3x bình cộng trừ 2m cộng 1x trừ 2 cộng 3 trừ m. Thì đồ thị của cái hàm này đấy. Đồ thị gồm đấy, gồm phần gồm phần tương ứng x lớn không được chưa đấy. Và đối xứng đấy, đối xứng phần này qua đấy, qua trục tung đấy, chú ý là loại đấy, loại phần
Đấy. Loại phần đồ thị tương ứng x nhỏ hơn 0 nhé. Đấy, cái phần x lớn 0 thì là lấy này và lấy đối xứng cái phần x lớn 0 qua trục OI nữa, được chưa? Đó. Tại vì là x nó bằng âm 1 thì y nó cũng có giá trị như là x bằng dương 1, được chưa? Đó. Nên phải lấy đối xứng cái phần x dương qua trục OI nữa nhé. Thế cho nên là để có đúng ba cực trị ấy, thì nó sẽ có một cực trị là dương và một cực trị nhỏ hơn hoặc bằng không, được chưa? Đó. Đó, cho nên suy ra M thỏa mãn khi f phẩy bằng 0 có một nghiệm x lớn hơn 0 và một nghiệm x bé hơn hoặc bằng 0. Đấy, thế bây giờ một nghiệm dương, đấy, một nghiệm dương và một nghiệm bé hơn bằng không thì đấy, các em sẽ dùng VF nhá, là sẽ ra thế thì tích phải lớn bằng không đúng không? X1, X2 C trên A 3 trừ M phải lớn bằng 0. À, tích phải bé hơn, bén bằng 0. Và tổng X1 cộng X2 trừ b trên a phải lớn hơn 0.
Trường hợp thứ nhất đi. Trường hợp thứ nhất là bé ăn không nhá. Hai nghiệm trái dấu này. Trường hợp thứ hai là tổng này phải lớn hơn không, nghĩa là 2m cộng 1 phải lớn không và x1 x2 bằng 3 trừ m bằng 0, có nghĩa là nghiệm một nghiệm bằng 0, một nghiệm dương, còn trường hợp này là hai nghiệm trái dấu, được chưa? Đó. Đó, cái này sẽ tương đương với m lớn hơn 3. Dưới này là m lớn hơn trừ 1 phần 2 m bằng 3. Thế thì sẽ tương đương với m lớn hơn bằng 3. Đó. Đáp số A nhá. Đó. 44 này A. Chuyển 45. Giá trị nhỏ nhất. Thế thì sẽ có t bằng bốn. Bốn trên một trừ loga cơ số x của y tất cả bình đi. Cộng 3 trên loga cơ số x của y. Trừ 3. Đó. Đó, đặt t bằng loga cơ số x của y. X lớn hơn y lớn hơn 1. Thì lớn hơn 0 bé hơn 1. Thì sẽ có t bằng 4 trên 1 trừ t tất cả bình cộng 3 trên t trừ 3. Bằng ft. Sẽ có f phẩy. Sẽ được trừ 8 này. 1 trừ t mũ trừ 3. Trừ 2. Trừ 2. Cộng 8. Tại vì đạo hàm trừ t bằng trừ 1 nữa. Trừ 3 trên t bình.
bằng không suy ra. Tám t bình trừ ba nhân một trừ ba t cộng ba t bình trừ t mũ ba bằng không. Cái này sẽ là 3t mũ 3 này. 3t mũ 3 trừ 9 trừ t bình. Cộng 9t trừ 3 bằng. Bấm máy tính này. Phương trình bậc 3, phím 4, 3 bằng, trừ 1 bằng, 9 bằng, trừ 3 bằng, 1 nghĩa 1 phần 3. Một nghiệm 1 phần 3, thế thì 3t trừ 1. Đây sẽ là t bình cộng 3 bằng 0, tương đương với t bằng 1 phần 3. Nhỏ nhất, thế thì suy ra suy ra F min đúng không? F min đây là cực tiểu, được chưa nhỉ? Đấy, cực tiểu. T lớn hơn thì dương. F min sẽ bằng F 1 phần 3. Đó, 1 phần 3. Thay vào đây là 4 phần 9. 4 phần 9 nhân lên thành 9. 9 cộng 9 trừ 3 bằng 15. 15 đáp án A. Chuyển 46. Kiểm tra máy quay tí xem. Vẫn đang quay tốt. 2 tiếng rưỡi rồi. Bốn sáu. Bao nhiêu? Cho ép liên tục có bảng biến thiên. Bao nhiêu giá trị nguyên của m để ép bằng m trên có nghĩa. Trên 1, 2. Thế thì 1 bé hơn x, bé hơn 2 thì suy ra 2 bé hơn x cộng 1 đúng không? Bé hơn 3. Thế thì từ 2 đến 3. Đó, đây là 4 nhá. Đó, 4. Đó, đây là 3. Thế thì 3 bé hơn f x cộng 1 bé hơn 4. Ừ.
Đạo hàm cái này thì nó ra 2x trừ 4 này. Ờ. 2x trừ 4. Hai x trừ bốn sẽ lớn hơn trừ hai, bé hơn không. Đó, có nghĩa là nó âm, được chưa? Đó. Là nó âm, kẹp giữa trừ hai và không. Rồi bây giờ đi xét m bằng. Nhân chéo lên nha. Nhân chéo lên là sẽ có m bằng. Sẽ suy ra m bằng fx cộng 1 nhân với x bình trừ 4x cộng 5 này. Cái này à bằng gx. G phẩy thì sẽ bằng f phẩy x cộng 1 x bình trừ 4x cộng 5 cộng 2x trừ 4 nhân fx cộng 1. X bình trừ 4x cộng 5 ấy, thì nó bằng x trừ 2 tất cả bình cộng 1, được chưa? À, luôn lớn hơn không nhá. Đấy, luôn lớn hơn không. À, cho nên suy ra đây này. À, sẽ luôn bé hơn không. Đấy, cái f phẩy này. F phẩy x cộng 1 này âm này, được chưa? Âm. À,
chú ý là f(x cộng 1) bé hơn 0. Đấy, cho nên g phẩy này âm. Cho nên là sẽ suy ra x cộng 1 đây. X từ 1 đến 2 đây. Thế thì g2 sẽ bé hơn m, bé hơn g1. Cái này tương đương g2 thì bằng f2. F2 là bằng 4. Bốn cộng một là năm. Năm bé hơn m, bé hơn g một. À đó, F3. F3 là bằng 3. 3 nhân 1 là 3. 3 nhân 1 là 3. G1 1 là F2, F2 là 4 này. 4. Đây bằng 2 đúng không? 4 nhân 2 là 8. Giá trị nguyên của m. Thế thì m sẽ thuộc 4, 5, 6, 7. 4 giá trị. Đáp án A. 4 giá trị. Chuyển 47. Đáy hình bình hành chóp. Trung điểm. Rồi các em vẽ hình nhé. 47. ABCD MNPQ SA M N P Q SA SB CD. ABCDMN. ABCDMN.
ABCD PQ. IT. Phần chung. Thế thì CN giao với cả BP bằng Y này. AQ giao với cả DM bằng T này. Thế thì thể tích chung sẽ là thể tích của ABCD IT này. ABCD. TI. Cái thể tích này thì có thể là thể tích của đỉnh T đáy ABCD cộng với thể tích đỉnh T đáy BIC. Đỉnh T thì bằng V trên 3 này. TBIC thế thì nó bằng 2 phần 3 đầu tiên là 1 phần 3 nhân với khoảng nhân với 2 phần 3 khoảng cách từ D đến BIC này nhân với cả F BIC. S tam giác BIC được chưa? Khoảng cách từ T đến BIC nó bằng 2 phần 3 khoảng cách từ D đến BIC được chưa? Đó. À, tại vì TI nó bằng 2 phần 3 DC nhé. Đó, 2 phần 3. Đó, vì TI bằng 2 phần 3 DC này. Còn cái này V trên 3 là vì TH bằng SH trên 3. Ví dụ ST giao với cả DA tại H, được chưa? Đây, ra tại H ở đây. H. ST giao AD tại H.
V trên 3 này. Cộng 2 phần 9. Hoặc là chỗ này cứ để là nhân với d này trước đi, t đi, được chưa? Đấy, khoảng cách từ t này cho dễ hiểu đã, t đến bic đã này. Đấy, xong rồi đây là 1 phần 3 này. Đấy, lại nhân với 2 phần 3 khoảng cách từ D đến BIC này. Còn cái S này S này thì 1 phần 3 diện tích của tam giác SBC. Đó. Thế thì nó bằng V trên 3 cộng với 2 phần 9 nhân V, cái này nhân cái này sẽ chính là thể tích của SBC, SBCD, được chưa? V SBCD. V trên 3 cộng 2 phần 9 nhân V trên 2, được chưa? Đấy, thể tích SBCD bằng V trên 2. Thế thì ở đây sẽ bằng 4V phần 9. Đó, 4V phần 9 C nhé. Chuyển 48. Viết phương trình hoành độ giao điểm nhé. X trừ 2 x trừ 1 suy ra x bình trừ 2 x trừ 3 x trừ 5 x cộng 2 cộng 1 bằng 0. Thế thì sẽ suy ra xa cộng xb bằng trừ b trên a, đúng không? Sẽ bằng 5. Vs để chưa nhỉ? Bằng 5. D. Chuyển 49. Lớn nhất và nhỏ nhất trên một e, lớn nhất nhỏ nhất. Đạo hàm nhá. Y phẩy sẽ bằng len x
cộng trừ 1 trên x len x cộng 1 trừ 1 trên x đạo hàm tiếp sẽ bằng 1 trên x cộng 1 trên x bình lớn hơn 0. Thế thì suy ra y phẩy bằng 0 xem có nghiệm không? X bằng 1. Có một nghiệm x bằng 1, được chưa? Đó, có một nghiệm x bằng 1. X bằng 1. Lớn hơn 1 thì dương. Thế thì min, suy ra y min bằng y 1. Y min bằng y 1 bằng 0. Y 1 trên E. Y 1 trên E. 1 trên E. Một trên E bằng 1 trừ 1 trên E. IE bằng E trừ 1. Cái này nhỏ hơn 1, được chưa? Cái này nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1, cái này lớn hơn 1. Suy ra y mắc bằng m bằng e trừ 1. M bằng m nhỏ bằng 0, đúng không? M lớn cộng m nhỏ bằng e trừ 1. Đáp án C. Chuyển câu cuối. Lăng trụ đứng. Vẽ luôn hình vào đây nhá. Vuông cân tại B ABC đây vuông A phẩy B phẩy C phẩy AB phẩy AB phải lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng thì nó vuông luôn. Thế thì có AB
AB vuông với cả BC D phẩy, BC C phẩy. Suy ra góc AB phẩy B bằng 60 độ. Đây, góc này 60. Suy ra B phẩy B bằng tang, tang bằng đối trên kề. Sẽ bằng đối trên tang. Đối trên tang là căn 3. À, sẽ bằng A căn 2 phần 3 nhé. Đó là B phẩy B. Thế thì V, V sẽ bằng đường cao là BB phẩy là A căn 2 phần 3 này, nhân với cả diện tích đáy. Diện tích đáy sẽ là 2A bình trên 2 là A bình, được chưa? Đây. Thế thì sẽ được A lập căn, căn 6 phần 3. Đó. A lập căn 6 phần 3. C nhé. 50 C. Đấy, thế là các em đã giải quyết xong 50 câu của đề giữa kỳ của Lê Hồng Phong, được chưa? Bài hôm nay các em tạm dừng ở đây. Bài sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.